xin kính chào toàn thể các bác trên khắp mọi miền quê hương đất nước Việt Nam cùng bạn bè năm xưa quốc tế. Trước mặt các bác đây là những kiện bông em đã đóng sẵn vào đây. Đấy, chờ các bác chốt đơn nha. Kích cỡ là 60-40. 60-40. Một kiện này là 8 tấm. Và kích cỡ của cái thùng đây. Đấy, nãi được rất nhiều thùng do là rất nhiều hàng nắp và nãi được nhiều. 33, 33 và 17. Mỗi thứ cộng thêm 0.5cm để nó phồng ra. Đấy. Một kiện này là 8 tấm bông nhá. Đây cái này em đã dán hết rồi. Tất cả dành ra để lấy bát, nắp bát vào thùng xong bắt đầu là dư thừa một đống này. Các bác nào quan tâm thì liên hệ trực tiếp nhá. 8 tấm là 200 bao ship. 16 tấm là 350 bao ship. Đấy. Còn các bác lấy nhiều nữa cũng được thôi. Đây là tấm bông bên em về hàng trong thời gian vừa qua. Đấy. Được chưa? Bông nỉ tiêu âm nhá. Về số lượng không nhiều lắm. Ít thôi. Có hơn tạ thôi. Không biết từ giờ đến Tết có bán hết được đống này không? Đây nhá. Đây là một tí thôi, chỉ có tầm hơn chục cân thôi. Em phải hơn tạ cơ. Nên là các bác cứ thao hồ mà yên tâm. Một kiện này nó khoảng là vào hình như hơn 2 cân thì phải, lâu em không nhớ. Các bác nào mà thợ mà lấy số lượng lớn nhá. Lấy số lượng lớn về để bán lẻ hay là làm gì đó cần số lượng cực kỳ lớn, liên hệ trực tiếp với em. Với em sẽ cấp lại cho các bác là tính theo cân. Hoặc là anh em nào đang làm xưởng đóng thùng loa mà cần cái bông này thì liên hệ trực tiếp với em. Bên em thì cũng có hỗ trợ luôn cho tất cả các bác của anh em thợ. Giá vô cùng là tốt và cực kỳ là sơn yêu thương, nhưng riêng bán lẻ là phải có lãi. Làm gì cũng phải có lãi đúng không ạ? Không thì không thể duy trì sự sống được. Đấy, làm cái gì mà không có lãi cho các bác này, mặc cả từng nghìn một thì không à. Anh em chúng em cứ ngồi đấy mà thở oxy, hít gió trời, rồi một ngày đẹp trời nào đó sẽ hãy độn thổ xuống đất và ngàn năm sau may ra có người đào bới lên. Đấy. Ok. Giới thiệu qua các bác là bông tươm có nhiều nhá. Đây kiện này là kiện 16 tấm này. Thì là sử dụng trên cái bìa của cái thùng này. 343437. Đấy. 16 tấm. Thùng có con PS. Rất hoành tráng luôn. Các bác nào quan tâm hiện trực tiếp với em. Rất nhiều. Số lượng thì có nhiều lắm. Bên em giờ em bán lẻ thôi, chứ em giao buôn thì xin phép là không báo giá giao buôn nhá. Còn anh em nào mà vẫn cố tình hỏi theo kiểu là giá giao buôn thế nào em ơi, thì em xin trân trọng thông báo các bác là em đọc cái giá giao buôn là các bác không mua được. Nói nhanh đấy. Và cho các bác là bảo là có cái loại bông này đốt phát cháy ngay. Đắt thế thì bây giờ công người ta làm nên sản xuất nên, xong là để cho các bác đốt à? À đúng không ạ? Cái này nó chỉ ứng dụng vào trong là nắp và thùng loa. Hoặc là các bác nào mà làm bên xưởng may thì nhìn đấy bông này về xong là nhét vào trong cái bao, các bác đào khâu lại. Gọi là may chân lông.